tại quảng trường 28 tháng 3, Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc đã tổ chức chương trình nghệ thuật Bảo Lộc Hương Trà Sắc Tơ. Ông Trần Đức Quận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Trần Đình Văn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Võ Ngọc Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các ông bà trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ban ngành, chính quyền các địa phương trong tỉnh cùng đông đảo nhân dân và du khách đã tham dự. Phát biểu khai mạc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban thành phố Bảo Lộc Nguyễn Văn Phương cho biết, đây là sự kiện văn hóa quan trọng của thành phố nhằm tôn vinh những người trồng trà, chế biến trà, nghề trồng chăn nuôi tầm, ươm tơ dệt lụa, là cơ hội để giới thiệu quảng bá thương hiệu trà Bờ Lao, tơ lụa Bảo Lộc và vùng đất con người xứ Bờ Lao thân thiện, hiền hòa, mến khách. Với chủ đề Bảo Lộc Hương Trà Sắc Tơ, chương trình nghệ thuật đêm nay là điểm nhấn nằm trong chuỗi các sự kiện hoạt động chào mừng Festival Hoa lần thứ 9 năm 2022. Chương trình được xây dựng theo dạng sử thi gắn liền với nội dung tái hiện về mảnh đất, con người Bờ Lao xưa và Bảo Lộc ngày nay. Thủ phủ trà, tơ lụa Bảo Lộc trong suốt chặng đường phát triển không những mang ý nghĩa đặc biệt là tôn vinh các giá trị về nghề và người trồng, chế biến trà, ươm tơ, dệt lụa, mà còn tác động thiết thực trong việc phát triển sản xuất kinh doanh, xuất khẩu trà, tơ lụa của thành phố Bảo Lộc và của tỉnh Lâm Đồng, góp phần thu hút du khách, thu hút đầu tư, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Đây cũng là dịp để nhân dân thành phố Bảo Lộc chào đón các vị khách quý, thưởng thức hương vị đặc sắc của trà Bờ Lao và sản phẩm tơ lụa Bảo Lộc được sản xuất từ chính con người nơi đây. Chương trình được xây dựng theo dạng sử thi gắn với nội dung tái hiện vùng đất con người Bờ Lao xưa và Bảo Lộc ngày nay về hướng đất tình người, thủ phủ trà tơ lụa Bảo Lộc trong suốt chặng đường hình thành và phát triển, sử dụng các hoạt cảnh múa, hoạt cảnh sân khấu có lời bình để sâu chuỗi các sự kiện, tạo cảm xúc cho người xem qua các giai đoạn lịch sử gắn với sự phát triển ngành trà và tơ lụa Bảo Lộc qua các chương Khát vọng Bờ Lao, Hương đất tình người, Hương trà sắc tơ và Hội nhập tỏa sáng. Với sự dàn dựng biểu diễn của các ca sĩ, nghệ sĩ, đoàn nghệ thuật trung ương và địa phương đã đem đến cho khán giả những cung bậc cảm xúc khác nhau thông qua các tiết mục đã góp phần khẳng định danh xưng Bảo Lộc, thủ phủ trà và tơ lụa của Việt Nam. Em cảm thấy rất tự hào khi mà hôm nay được khoác lên mình bộ trang phục truyền thống để mà trình diễn cái điệu múa xoanh của dân tộc bên em và dân tộc Chăm ạ. Được tổ chức như thế này thì em cảm thấy rất là vinh dự, được khoác lên mình mà bộ dân tộc truyền thống của bên em với lại múa nữa thì em rất là vui. Chương trình nghệ thuật Bảo Lộc Hương Trà Sắc Tơ là sự kiện mở màn cho chuỗi các hoạt động đặc sắc trong khuôn khổ các hoạt động Festival Hoa Đà Lạt năm 2022 của thành phố Bảo Lộc. Thông qua chương trình nhằm đẩy mạnh công tác quảng bá xúc tiến thương mại, phát triển ngành nghề sản xuất trà và tơ lụa trên địa bàn thành phố Bảo Lộc sau 2 năm gián đoạn do đại dịch. Tôi cảm thấy rất là vui và hạnh phúc vì sau dịch cũng đã lâu rồi thì ở Bảo Lộc mới có một chương trình lễ hội hoành tráng và quy mô như thế này, rất là vui. Bản thân tôi rất vinh dự khi tham gia cái sự kiện Bảo Lộc Hương Trà Sắc Tơ, một trong những chuỗi sự kiện về Festival Hoa Đà Lạt, đồng thời cũng là chương trình xúc tiến đầu tư của tỉnh Lâm Đồng. Tại chương trình, Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc đã ghi nhận và tôn vinh các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp đã chung sức đồng hành để góp phần tạo nên sự thành công của chương trình nghệ thuật Bảo Lộc Hương Trà Sắc Tơ.